Tớ có kẹo chân dài này. Bạn ngồi xuống đây. Bạn đang làm gì thế? Tớ đang cho hai bạn lợn của tớ ăn kẹo bình xua đây. À, đáng yêu quá. Tớ xem nào. Đây. Ồ, đúng là kẹo chân dài thật. Dài này. Này, giống bàn chân chưa này. Xong rồi à, cái chân dài này đi nhanh lắm đấy. BBTV. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn ỉn của mình ăn kẹo bình xưa. Cho bạn màu vàng ăn trước. Ăn kẹo bình xưa màu vàng nhá. Nhá. Để chị bóc cho. Bóc nè. Đây. Bình sữa nhá. Nào ăn nào. Ngon không? Ngon à? Này ăn đi nhá. Đây. Ăn đi. Đó. Lượt bạn màu hồng nào. Màu hồng ăn nhá. Ăn chiếc kẹo màu hồng nhá. Đợi đây, chị bóc cho. Màu hồng nè. Đây. Nào, ăn nào. Ngầm 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 ngầm. Ngon không? Ngon đúng không? Dựng để ăn. Đấy, ăn đi. Đi thôi nào. Wow, chân dài của Khác bước nhanh thế. Ô Hằng. Tuyết à. Bạn có cái gì hay thế? Tớ có kẹo chân dài này. Bạn ngồi xuống đây. Bạn đang làm gì thế? Tớ đang cho hai bạn lợn của tớ ăn kẹo bình xua đây. À, đáng yêu quá. Tớ xem nào. Đây. Ô, đúng là kẹo chân dài thật. Dài này. Này, giống bàn chân chưa này. Xong rồi à, cái chân dài này đi nhanh lắm đấy. Đó. Hay là Hằng bóc ra tớ ăn cùng đi. Ờ thì mình là bạn cơ mà. Được rồi, mình là bạn, hôm nay mình sẽ bóc cái kẹo chân dài này. Hằng bóc đi, ở đây có nhiều màu lắm này. Ừ, trong này á, thú vị lắm đấy. Đấy đó. Ừ. Ôi, bàn chân này, nhìn đáng yêu quá. Chưa? Rồi, à. Đây, bạn bóc bên đấy đi. Bóc nha, bóc nha. Rồi. Ê, từ cái này sang bên này. Đây, tiền lên tiền. Dài quá. Tiền. Bây giờ mình bóc đi. Bóc bên này trước nha. Bóc bên này. Đấy. Tớ bóc nha. Rồi, tớ đưa đấy, bạn bóc đi. Tớ bóc nè, xem nào. Wow, nhiều màu lắm Hằng ạ. Wow. Mấy màu, xem nào mấy màu. 4 màu. 2 màu, 3 màu, 4 màu. Hằng bóc cái đấy đi. Cái đấy gỡ ra từng màu được đấy bạn ạ. Ô thế á? Ừ. Chúng mình gỡ nhá. Thơm nhở? Thơm. Hằng gỡ được không? Đây. Xem nào. Xoắn lại nữa chứ. Hằng gỡ màu hồng đi, gỡ màu hồng đi. Màu hồng á hả? Có màu hồng nè. Wow. Nó dính chặt lấy nhau rồi. Tớ ăn thử nhá. Ăn thử đi. Ôi Hằng ơi. Kẹo này á. Sao thế? Ngon quá. Bạn cứ làm tớ giật mình. Bạn ăn thử rồi xem. Bạn, tớ sẽ ăn 4 màu một lúc luôn. Này, ăn đi. Ngon không? Wow, ngon quá. Này, các màu nó quyện hòa vào nhau luôn. Hằng ơi, tớ có thể xin ít cho hai bạn ỉn của tớ được không? Hai bạn ỉn của bạn có ăn được không? Ăn được. Ồ nhờ, nhưng mà hai bạn ấy đang ăn kẹo bánh sữa rồi. Này, hay là tớ mang về nhà nhá, sẽ tớ cái này nhá. Nhá, nhá. Đã được cho bạn đấy. Hay là bạn sang nhà tớ chơi đi. Có gì ăn không? Có chứ, có kẹo đây này. Không tính kẹo này. Có, nhà tớ nhiều kẹo lắm. Sang nhà tớ chơi nhá. Đi. Rồi. Lâu rồi không sang nhà bạn. Bạn cầm một tô cái kẹo. Ô Hằng ơi. Để tớ đã. Bạn cầm một tô. À đây. Được chưa? Rồi. Đi. Đây. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.